Dụng của đất Phú Yên xin chào tất cả những anh em đam mê chim phu gáy. Hôm nay mình sẽ đưa lên cho anh em xem một con đồng khoe mọc hậu. Con này bố nói cũng đã đi tập được vài chuyến rồi. Thì con này thì nó có một cái được chơi rất là hay. Chỉ cần anh em ra kêu lên, anh em khi nghe nó giống thì thôi, nhưng mà chỉ cần anh em nghe nó thúc lên là anh em nghe mọc hai sạc hù, rồi xem là nó mới bật giống, nó gây gọi, nó reo. Thì cái đó là cái nết nó rồi, đặc biệt ra rừng là vậy. Thì nó cũng để nuôi này cũng 2 năm rồi. Thì từ lúc bội vừa đó sợ cái máy một tí không xem nha nè. Thì bây giờ nó đã chững chạc và cứ anh em chỉ cần quen thôi, quen chủ hay là không gian thôi là anh em sắp đi chơi bình thường. Thì đặc điểm của nó là đồng khoe thổ ít thôi, mọc hậu. Thì nó đa số là nó vô rước, gọi là lèo. Còn khi nó thấy chim nó hút cành đường thúc dặm cũng có nha anh em. Thì đang nuôi nó trong cái lòng nuôi, vì ngồi mình thì mưa hôm nay suốt cái chọc ngày rồi. Nói chung là mưa, ngồi mình là đây là tháng mưa, nên là thôi sen vào lòng nuôi cho nó thoải mái. Thì con này thì nói chung là nó to và nó rất là dài. Nói chung vừa độ dài nó thì kè ghem tay mình vậy đó. Còn dàn lông quy lưng thì mình thấy con chim này là đóng cái dàn lông quy là từ cái bàn lông. Cái bàn lông nó là dày và đóng rất là nhặt. Dàn cườm lẻ lưng, đóng cổ thét, gà mé đẹp. Chi quan thì nó đen thui thôi. Còn cặp mắt nó thì giống đặc biệt là lì, giống nhỏ, nhỏ mà sâu nha anh em. Con này thì từ trước anh em nhìn ra thì nó giống cái đầu mặt với cái miệng thì quá đẹp rồi. Và nó là sắc lông đen sậm. Còn cặp chân nó thì anh em xem dẫn ra đồng khoe chân to, to bự, hai bên nhơn lên điều, điều hai bên luôn, bên nào còn vậy nha anh em. Không những to dài mà cái ngực nó thì thôi anh em nhìn thua giống rất là chặt nha anh em. Và nó bành rất là to. Rồi thì mình cũng vay sơ của nó và cũng nói rồi, anh em cứ có gì alo mình. Chào anh em nha.